Tàng. Vòng 5. Từ phim 159 về đây chưa? Team 13 để xin chơi nhắc phần 1 thái độ thi đấu kém. Team 144 để xin chơi nhắc phần 1 thái độ thi đấu kém. Team 187 mắc lên đây chưa? Team 187 mắc lên đây gần thành sơ hạ trực tiếp. Team 04 để xin chơi nhắc phần 1 thái độ thi đấu kém. Xin 016 thì xin chơi nhắc phần 1 thái độ thi đấu kém. Xin 157 thì xin chơi nhắc phần 1 thái độ thi đấu kém. Xin 181 bắt đầu đây chưa? Xin 174 bắt đầu đây chưa? Mấy búa này chậm này là trở lên nhỉ? 148 thay độ rồi bởi vậy nhỉ? 148 thay độ đi ạ. Xin 148 thì xin chơi nhắc phần 1 thay độ đều kém. Xin 174 bắt đầu đây chưa? 2 lần. Xin 088 bắt đầu đây chưa? 30 sau câu. Thủ xin 130 bắt đầu đây chưa? Sau câu và 30 bắt đầu đây chưa? Sau câu. Thủ xin 102 bắt đầu đây chưa? Sau câu lần. Thủ xin 10 bắt đầu đây chưa? Thủ xin 181 tiếp tục bắt đầu đây chưa? Kiểm tra lại cái làm đi Đức ơi. Thủ xin 88 thì xin chơi nhắc lần 2 thay đổi điều kém lần 1 bắt đầu đây chưa? Thủ xin 180 8 mạng trực tiếp. Thủ xin 35 bắt đầu đây chưa? Thủ xin 51 bắt đầu đây chưa? Vòng thi đấu đã hết nửa thời gian rồi ạ. Xin 44 thì xin mình chơi nhắc lần 1 thái độ thi đấu kém. 002 có gì ạ? Xin 02 nó có cái gì ạ? Xin 35 tiếp tục nó có cái gì ạ? Xin 157 thì xin chơi nhắc phần 2 thái độ thi đấu kém. Không 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 hai tiếp tục cái gì? Xin 02 tiếp tục có cái gì? Xin 113 mắc với cái gì? Có bao nhiêu lần? Vòng thi đấu còn 1 phút nữa, anh em làm khoảng 1 chút, có biên bản thì xin nhạc này đi ạ. Thủ xin 198 mắc lên đây đi ạ. Thủ xin 157 để xin mình chơi nhắc lần 3, thay đổi điều kém, xin bỏ đấu. Thủ xin 130 tiếp tục mắc lên đây điểm không câu. Thủ xin 108 8 là trực tiếp. Chim 88 thì xin mình chơi nhé, phần 3 theo việc thay đổi điều kém chim của đấu. Thủ chim 130 cái gì ở nhà lần thì 1 giây hạ trực tiếp. Thủ chim 02 tiếp tục có là cái gì ạ?
Chim 113 để chim chơi nhắc lần hai thái độ đều kém chim. Vòng 5 hết giờ.